mình quét cái con Demon Bow này thì anh em có bảo là đây là cây cung mà đi săn zombie sẽ rất là sướng. Rồi, chúa quỷ xuất hiện. Holy shit. Vâng, tôi đã bảo rồi mà, đừng có đùa với Tuấn HC. Rồi, lại xuất hiện, lại. Thank you.
vời, tuyệt vời. Tôi sẽ liều mình xuống nhặt cái gọi là kho đạn dược. Nào, đừng có ai. Thôi xong rồi, vẫn cào chúng mình. Ôi bạn ơi, bình tĩnh thôi, nóng lạnh đau thế. Thôi xong rồi, nhảy trượt là ngu người rồi. Nào, thôi, anh ơi, em cắn rơm cắn cỏ lại anh, tha cho em với. Nào, ôi chưa kịp gọi là vẫn ở lưng chừng đồi mà đã bị nó bắn chết rồi. Thân thể vẫn còn đang bay trong không trung mà. Bay lên. Giờ này thôi xong rồi. Quá ít thời gian dành cho Tuấn HC và cái lượng zombie để mà nó bắn nó thiêu thì thôi rồi mà. Mình cài đặt lại cái nút nhảy tí cho nó gọi là nó dễ di chuyển hơn tí. Nói chung là vẫn chưa quen cái điện thoại này anh em ạ. Yeah.
Robin với cái khung Demon Tông.